Hello, xin chào mọi người nha. Dưới đây dòng sản phẩm những hàng của iPhone SE mà bên mình đang một cái điều bất ngờ cực kỳ hấp dẫn đến mọi người ha. Thì tất cả những sản phẩm dưới đây thì được bán rất là nhiều. Mọi người nhìn thấy những dòng này nhìn rất là nhỏ gọn nhưng mà thực sự nó có mang cho mình một sức mạnh cực kỳ lớn nha. Thì hôm nay chúng ta cùng úp lên iOS 14 nha. Thì dưới đây những mình đã úp lên rồi. Và thử xem nha, trải nghiệm còn rất mượt mà mọi người nha. Đấy. Đây. Rất mượt mà. Đó, iOS là 14.1 nha, 14.01, xin lỗi. Thì vẫn về trải nghiệm hiệu năng thì theo mình thấy thì vẫn còn rất là tốt. Mình sẽ lướt mọi người thấy không? Đối với một dòng giá rẻ nhất mà có thể lên iOS 14 chỉ có dòng iPhone SE nha. Thì cùng trải nghiệm qua dòng 9 game là liên quan còn nó còn mượt không? Mọi người thấy không? Rất là mượt mà mọi người ha.